sẽ làm diễn đàn. Ai? Cục, cục, cục với cái con đấy. Không, bạn nó đã không làm rồi. Em nói là rồi, bạn không, không, anh Lai nói đi chút rồi, để cho em nói. Em nói, em bằng nghe nè, cô Phi Lê với thằng Tuệ á, nhắn tin. Lai chưa? Bỏ, bỏ lại, phút đó. Lai rồi. Bỏ phút đó không đi. Bây giờ mình nói. Không, mới, mới bỏ, bỏ. Phút đầu dính tiếng không, không dính. Dính vô. Bây giờ mới. Rồi xin chào các bạn nhé. Thì là vừa rồi cái live cái wifi ở cái khu vực này nó yếu quá, thành ra mình phải chuyển sang qua 3G. Thì bây giờ mình tiếp tục. Cái live này gọi là mình live sơ sơ nhá, không phải live chính. Còn live chính ví dụ buổi tối đêm chẳng hạn, thì những chuyện này là mình không bao giờ mình hầu như mình không nói về chuyện chuyện cá nhân. Rồi mời anh Trần Siêu lên. Rồi mời chào anh Trần Siêu. Làm sao mạng vừa nãy của anh rớt? Xong. Mạng bên yếu cho nó đẩy tôi xuống xuống. Mạng đúng rồi. Bên yếu. Đúng rồi, vừa nãy mình dùng wifi ở quán cà phê mà bây giờ em chuyển cho 3G đây. Rồi. À cái chuyện là tôi có nghe như thế nhưng mà thế là tôi nói sự thật này mọi người, tôi có lên đây nói mọi người là như này này. Cái thứ nhất đấy là một cái nick mang tên Trần Quang, không biết là nick giả hay nick thật, nhưng mà gửi tất cả những cái bài để cho mọi người đánh phá lại mình. Đấy, và nói rằng là những người Việt kiều yêu nước, nói rằng là những người Việt kiều yêu nước lửa mùa thế này thế khác. Đấy, nói như thế là nói tất cả những một số anh em Việt kiều yêu nước, họ cố tình đánh phá những anh em Việt kiều yêu nước để cho người ta, anh em mình tập trung đánh phá vào những người yêu nước Việt kiều đó và quên đi những nhiệm vụ chính. Cái thứ hai đó là tôi thấy rằng một số người a dua theo. Đấy. Bản thân tôi đây này, rồi Ngô Hiền Mai này, rồi là một số anh em ở Hà Nội họ đều đổi cho là VHK tất. Họ bảo chúng tôi cũng là VHK. Nếu như tôi dám nói là nếu như những người này mà nói chúng tôi là VHK thì tôi nói thẳng câu chúng tôi sẽ đứng về phía VHK cho các bạn sao? Nếu như các bạn cố tình đổi chúng tôi về VHK, chúng tôi sẽ đứng về phía VHK cho các bạn sao? Chúng tôi dám nói là nếu đội của chúng tôi nhá quay về VHK thì VHK sẽ là mạnh. Tôi nói cho các bạn biết. Đấy, tôi nói cho chị, các bạn đừng có nói lung tung. Đấy. Riêng tôi nói khẳng định một câu là này. Ai? Tôi không nói. Từ trước đến nay họ nói rất nhiều người nhưng tôi không bao giờ tôi lên tiếng. Như ngày hôm qua, hôm kia đến giờ tôi nghe thấy nói đến Lợi Minh. Một số người lên diễn đàn của một số người đấy nói Lợi Minh, nói xấu Lợi Minh. Tôi biết rằng là anh Lợi Minh cũng không phải là hoàn hảo, có những câu nói rồi là tức lên, anh Lợi Minh không nhịn được. Vâng, có người ta không ai hoàn hảo cả. Vâng, đó là cái chuyện đấy. Vâng, tôi anh Siêu không bao giờ. Yếu điểm của ông Lợi Minh, đúng. Cái yếu điểm của ông Lợi Minh là không nhịn được, lại cứ hay đi chấp những cái lời nói của những người khác rồi bắt đầu lại nói tăng lên, nói lặng lên một tí, thế là bắt đầu rồi những cái câu nhẹ người, những cái lúc mà nó nhẹ nhẹ không ai người ta xem, đến khi mà nói nặng nhau rồi thì người ta vào người ta xem clip đó, người ta nhìn thấy ông Lợi Minh nói những cái lời nặng như thế là bắt đầu tất cả a dua ào theo là nói Lợi Minh. Mọi người hãy nên nhớ ra nhìn cái gì phải nhìn cho nó kỹ, xem xét cho nó kỹ rồi hãy nói. Đấy, xem xét cho nó kỹ. Tôi khẳng định một câu rằng là tất cả những anh em là những người đấu tranh trên mạng đây đều đấu tranh sau Lợi Minh hết, đấu tranh sau Lợi Minh nhất. Đấy, cả chúng tôi là những người cũng làm đi sau Lợi Minh mà đấu tranh thôi. Thế nhưng mà ngược lại là một số người bây giờ chẳng hiểu đâu đuôi gì công. Tôi hỏi công là công nói là công yêu nước, công nói Lợi Minh chỉ vậy, công thể hiện công là những người cần làm cái gì để yêu nước đi. Mà công lên diễn đàn không nói Lợi Minh như thế. Rồi hôm nay trời chứ. Tôi dám nói là Lợi Minh đã thể hiện lên được những cái mà Lợi Minh yêu nước. Còn bản thân các anh thể hiện những cái Lợi Minh cái các anh yêu nước đi. Đấy, cho mọi người nhìn thấy là các anh yêu nước đi. Các anh làm gì để đấu với bọn Bắc Que mà để cho bọn, hoặc là để cho bọn Bắc Que hay là bọn dân chủ cụi nó tịt mồm đi. Các anh bịt mồm miệng Bắc Que, bọn Bắc Que đi. Các anh đấu tranh để bịt mồm bọn Bắc Que hay là các anh đấu tranh để lấy tiếng cho các anh. Rồi rồi, ngồi mai. Đấy, tôi nói rõ ràng nó là như thế. Mà tôi nhìn thấy hôm qua tôi nói thật, không phải một mình tôi nhá,
rất nhiều anh em trong người dân rất là bức xúc về vấn đề một số cái diễn đàn nên nói lại bên như này khác. Đấy. Đấy, tôi nói thật đấy, thực tế là tôi nói với anh Trần Siêu này, riêng bản thân tôi nói với anh Trần Siêu và tất cả các bạn ở đây, ví dụ như cái nhóm của chúng tôi dù có bị nói năng hoặc vùi dập hoặc như thế nào chăng nữa, tôi nói với anh chúng tôi không nhụt chí và vẫn cứ theo một con đường chúng tôi đi đấy. Chứ còn bây giờ ví dụ ở cái lái này thì các anh các chị nói về vấn đề lợi minh thì chúng tôi nói thôi, còn những lái chính của chúng tôi không bao giờ nói về vấn đề tư nhân. Mà nếu mà các anh mà lên những lái chính của chúng tôi mà các anh nói về vấn đề tư nhân là chúng tôi mẹ chỉnh ngay về vấn đề cá nhân đấy, thì chúng tôi sẽ chỉnh đốn cho anh ngay. Mà anh nào cố tình nói là chúng tôi đẩy anh xuống và lúc anh luôn tạm thời trong cái lái đó, đó là dứt khoát. Còn riêng chúng tôi sẽ mãi mãi đi theo cái con đường của chúng tôi, không có kẻ nào mà có khả năng là ví dụ như làm chúng tôi nhụt chí được. Đấy, tôi xin hứa với tất cả bà con thì, là nếu mà lý là, do về sức khỏe là, vâng, cho phép là VSK. Tôi cũng hay vào diễn đàn của VSK đây thì các ông cũng đuổi tôi là VSK, rồi mọi người khác ai cũng đuổi vào VSK ấy. Thì không biết là công nói cái kiểu gì, công nói tiếng nói của công để bịt miệng bác qua que hay là để bịt mồm những miệng những anh em đấu tranh, tôi chỉ hỏi thế thôi. Thì ông là bịt miệng muốn bịt miệng bác que, tôi nói với hay anh là Siêu bịt nhá. Miệng mấy anh đợi em đấu tranh đây một câu với anh Siêu, không và không bao giờ bịt miệng được chúng tôi. Nói thẳng thế, chúng tôi chẳng muốn làm vương làm tướng gì cả, chúng tôi chỉ muốn làm những người cờ đỏ bình thường thôi, nhưng mà không ai có khả năng bịt miệng được. Đó là cái điều tôi hứa với anh Trần Siêu và tất cả các đó bạn là... Vâng. Suy nghĩ như vậy là bọn bác que nó đủ, nó đánh giá trình độ của các anh rồi. Các anh không có khả năng để đấu được với bác que đâu. Nếu như anh đấu vào với bác que thì các anh phải khôn hơn bọn bác que, thì các anh hãy đấu với bác que. Còn anh ngu hơn bọn bác que để bọn bác que nó suối, suối cho để anh em đánh nhau. Vậy công khôn, công làm gì được bác que? Đấy, tôi nói thế thôi. Thực tế là tôi nói anh Trần Siêu với các bạn này. Vâng. Tôi xin... thì nói để anh bạn biết là quân khúc thì tôi mọi người ở diễn đàn hiểu rồi, nhưng mà mọi người hiểu rồi, nhưng mà tôi khẳng định là tôi không bênh quân khúc, tôi không bênh, nhưng mà tôi cũng không ghét gì quân khúc cả vì chúng tôi vẫn gặp nhau hàng ngày. Nhưng mà cứ họ cứ nói với tôi rằng là quân khúc là phản động với thế lọ kia nhỉ, mình nhiều lúc mình nói thì người ta lại nói mình là quân khúc VSK, rồi tôi cũng đi theo VSK chẳng hạn như thế. Như vậy thì tôi đã khẳng định là tôi chỉ biết rằng là nhìn thấy thực tế, mắt nhìn thấy thực tế. Còn ông nào nói cái gì tôi không tin. Tôi chỉ tin vào thực tế thôi. Đấy. Toàn những ông coi như là nên nói mồm. Rồi là một số A-dua, nhất là một số cái hội A-dua là cái hội này hội không tốt. Họ cố tình đấy, để nâng cao cái người. Ví dụ tôi nói ví dụ như là một người nào đó ghét anh Lệ Minh. Thế là một số người vào là mở diễn đàn để nói Lệ Minh, thì một số người vào a rùa đấy mới là những người không tốt, a rùa theo cái những diễn đàn để nói xấu Lệ Minh đấy là những người không tốt. Còn cái người mở diễn đàn chưa chắc người ta đã xấu đấy, tôi nói ví dụ thế đấy. Tôi khẳng định một số người lên a rùa nói lung ta lung tung, cái bọn a rùa là cái bọn không tốt. Mọi người hãy giữ vững cái bản lĩnh của mình. Đấu tranh là việc mình đấu tranh, không nên là vì những người nọ người kia về nói thế này khác mà theo đuôi người ta. Rồi nói lung tung, bọn theo đuôi là người ta sẽ đánh giá là không tốt rồi. Nói chung là một số bạn ấy, thì tôi thấy như là tôi cũng chẳng có quyền thành gì để phê phán, nhưng mà tôi thấy là nó không hay này, như này. Trong khi ví dụ là người nọ nói người kia nói người nọ, thì các bạn coi như là không có ý định giảng hòa, nhiều khi các bạn lại phun vào, kích động để cho nó thêm ra thì các bạn ấy. Vâng, các bạn hãy xem lại tư cách của các bạn ấy đi, xem có đúng hay không, trong cuộc sống cũng thế thôi. Ví dụ mình không có cái khả năng mình can ngăn được thì thôi các bạn im lặng đi, chứ các bạn lại kích như thế này, kích như thế khác thì đó là một cái điều rồi. Theo tôi nghĩ là không nên, đúng không? Đấy. Chứ còn bây giờ tôi đề nghị mọi người là vâng. Không thèm kết bạn và không thèm chơi với những người A-dua. Đấy. À, đấy. Những người A-dua mà nói xấu người khác, không thèm kết bạn và không thèm chơi với những người đó. Những người đó là những người không tốt, họ cố tình đánh phá mà thôi. Vâng. Bây giờ tôi nói với tất cả các anh chị và các bạn là cái nhóm chúng tôi thì nói chung vẫn cứ đi theo con đường chúng tôi đã chọn. Và nếu mà
Ví dụ các bạn bảo là coi như muốn làm tướng tá thì thôi tôi nhường hết cho các bạn làm tướng tá, tôi chỉ làm lính thôi, không có tướng tá mà không có thế này thế khác gì cả. Ví dụ trong cái nhóm JBQ của chúng tôi, ví dụ có một số anh em lên live xin hạn, tôi cũng chỉ là một cái thành viên thôi, ở trong đó ví dụ có vấn đề gì anh em bàn bạc thôi, chứ chúng tôi cũng chả phải là trưởng nhóm hoặc là phó nhóm cả, tôi là thường dân và mãi mãi là thường dân. Còn ông nào muốn lên coi như là làm coi như là trưởng nọ trưởng kia các thứ thì tôi nhường cho công hết. Không, đừng có nói là bảo là ông bằng coi như tham vọng lên làm coi như là cái gì cái thủ lĩnh quả cờ đỏ thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam các thứ. Vâng, tôi xin nhường cho các bạn cái chức đấy. Còn tôi nói chung là tôi chỉ là bình thường thôi. Các bạn thỉnh thoảng ví dụ có vấn đề gì giao lưu nọ kia các thứ mà nó phù hợp với tôi hạn thì tôi vẫn biết tham gia cùng với các bạn với tư thế là lính thế thôi. Đấy, chứ không có bảo là coi như thủ lĩnh được chứ kìa. Mà tôi thủ lĩnh nó được cái quái gì? Về cuộc sống của tôi yên bình tốt đẹp. Bằng Nguyễn ơi. Bằng Nguyễn mời Hà My lên, Hà My muốn lên nói chuyện thì mời Hà My lên đi. Ok, ai xuống. Rồi. Xin chào Bằng Nguyễn. Dạ. Quay camera về hướng này đi anh Bằng để cho mọi người thấy là em đang hưởng thụ những món ăn gì. Ôi, mời Hiền Mai trước nha. Hà My chờ tí em ơi. Chào anh. Chào em. Anh nghe rõ không anh ơi? Anh nghe rất rõ. Vâng, em chào cả nhà nhá. Vâng. Cũng thôi em cũng đang lướt Facebook thì nghe thấy anh nói thì cũng có một số chuyện riêng. Thì em cho em phép em chia sẻ. Rất mong tất cả những cái người có ý chí và chí hướng diệt ba que hãy nghĩ nó thực tế nhất và thực dụng nhất, chứ đừng đừng lên mạng sống ảo như vậy. Còn bản thân em đây rất nhiều người cũng bảo em là bọ là của thành viên của VHK rồi rồi mạt sát em nhiều lắm. Ở đây có Trung Vũ, Trung Vũ biết đấy, em đã gửi những cái lời mạt sát cho Trung Vũ biết và em khuyên Trung Vũ là bạn cũng chỉ là một nạn nhân thôi. Tôi nói tốt nhất là bạn đừng chấp làm gì, bởi vì cá nhân em cũng không chấp với người ta cơ mà. Đấy, thì rất rất mong là mọi người là cứ đừng chấp những cái người đó làm gì. Hãy tập anh trung nói vào công với, việc chính của mình. Anh nói với Ngô Hiền Mai và tất cả các bạn này. Những người đã lên trên mạng xã hội này, dù có ở dưới viết status hoặc là các bạn bình luận hoặc các bạn đã live stream, thì theo tôi nghĩ là các bạn đều là những người có cá tính mạnh hết. Cái tôi hơi lớn và cá tính mạnh hết, đúng không? Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của tôi ấy, thì nói chung là mình nên, ví dụ có mỗi sự việc xảy ra thì mình lên có cái đầu lạnh một tí, trái tim nóng rồi cái đầu lạnh mình hãm bớt, thì tất cả các bạn kể cả Ngô Hiền Mai và tôi đều có cá tính mạnh hơn người. Vì thực tế là mình ở trên mạng xã hội này, ví dụ bình thường thì nói chung xã hội vẫn phát triển như này thế khác, thấy chưa, vẫn bình yên. Nhưng mà khi mình nghe thấy ví dụ cái bọn chống cộng cực đoan người ta nó lên nó xuyên tạc nọ kia tất cả cái thứ hạn, thì mọi người khác người ta bảo ôi thôi kệ chúng nó chả làm được cái gì, nhưng mình không chịu được nổi cái sự xuyên tạc của chúng nó, đúng không? Cá tính của mình mạnh hơn người, từ bắt đầu mình đứng lên mình coi như là chống lại bọn nó, cái chống với cả của bọn nó. Anh ơi, với cả là cuộc sống là con người thì nhân vô thập toàn, bây giờ người khôn thì nói lắm cũng nhảm, mà cái thực ra khi mà anh nai hẳn hẳn 4 tiếng đồng hồ như vậy thì đôi khi anh cũng bị lỡ lời chẳng hạn, hoặc là một người nào đó bình thường lên diễn đàn cũng đều bị bồi hồi. Cho nên là có thể là lời nói với cả cái suy nghĩ nó sẽ không ăn khớp với nhau. Thì rất đúng, là rất mong đúng, mọi không người chuẩn. Nhân lên tập đoàn đừng bắt lỗi người ta như vậy. Còn nếu mà muốn đúng rồi, còn nó lỡ lời nhưng mà tí là bắt đầu chụp vào cái đấy là vâng. Còn nếu mọi người muốn góp ý thì hãy nhắn tin, như bình thường em cũng nhắn tin cho anh Bằng, em góp ý như vậy thôi. Đúng không ạ? Anh em mình đề nghị và em mong muốn tất cả những ai không thì cũng nên nhắn tin cho em, thì nhất định là em sẽ tiếp thu và em sẽ thay đổi nếu điều đó là đúng. Nếu điều đó như vậy thì là cái tình đoàn kết nó được nâng cao, mà đều nhìn vào là em trọng anh, hoặc anh cũng là một người trân trọng cái chính kiến của em, đúng không ạ? Cho nên là mọi người đừng sống ảo như vậy. Nếu không vừa lòng ai một cái gì, hoặc nếu bất đồng một điều gì, hãy nhắn tin trao đổi với trực tiếp với người đó. Tất nhiên là ai cũng mong muốn học hỏi và chia sẻ hết, chứ không ai là không muốn học hỏi chia sẻ đâu. Còn con người thì không thể nào mà hoàn thiện được cả, đúng không ạ? Còn bản thân em thì nó thực tế hơn,
em đã nhiều, không phải nói, không phải khoe mẽ gì, nhưng mà em đã nhiều năm tham gia vào cái mạng ảo này, bóc bóc mẽ những luận điệu xuyên tạc của bọn ba que, của bọn dân chủ cuội trong nước. Nhưng dạo gần đây là này, thì em nghĩ thực tế hơn, em nghĩ thực tế hơn có một điều là chẳng lẽ mình cứ mãi mãi sống ảo như vậy, là như này sao? Tại sao mình không hành động? Tại sao mình không kết nối với những cái người người ta có những hành động thực tế để mình ra thực địa, mình tận dụng cái quyền tự do ngôn luận của mình phá diễn đàn của họ, mình phá cái diễn đàn của cái bọn xuyên tạc đi. Đấy là em thực tế nhất, đấy là cách suy nghĩ em thực tế. Và dạo gần đây là em đã tham gia vào những cái điều thực tế hơn, chứ em không sống ảo nữa. Còn mọi khi thường thường thì em thì không bao giờ đi vào những cái trang cá nhân nhà người khác đâu. Em chỉ vào những livestream và em kiểm tra và theo dõi những ai là người chống cộng cực đoan, cho nên để em biết được cái âm mưu của họ, nắm bắt được cái âm mưu của họ là em chia sẻ. Còn bình thường ra là bây giờ em thiết thực hơn là em ra thẳng thực địa, em đoàn kết lại với như là với chú Trần Siêu chẳng hạn, với nhóm Quân Khúc chẳng hạn, với anh Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, với chú Trần Nhật Quang, là em ra thẳng thực địa luôn. Em tận dụng cái quyền tự do ngôn luận của mình, em phá diễn đàn của họ. Chứ em không thể sống ảo, bởi vì mọi người có chửi tôi cũng chả giàu hơn được, cũng chả nghèo hơn được. Đúng rồi. Có rất nhiều người chửi tôi là VHK, mà tôi còn bản thân tôi nhé, tôi còn không biết cái VHK là cái gì cả. Như vậy thì nó đừng mang cái VHK ra đánh bóng cho người ta nữa. VHK nó là cái gì đâu? Tại sao không sống thực tế một chút đi? Đừng sống ảo như thế. Còn đương nhiên nhá, em vẫn có một cái điều nhìn rõ ràng, một điều là anh Lợi Minh, anh ý cầm cái lá cờ anh đi trong lòng thành phố, trong lòng nước Mỹ, điều đó là em rất trân trọng. Còn mọi việc anh ấy không may lỡ lời hoặc cái hành động của đổi trực tiếp với anh ấy, mong anh ấy có những cái lời nói hoặc hành động chuẩn mực hơn để cùng đoàn kết chống lại cái lối luận điệu xuyên tạc của bọn ba que. Chứ tại sao mà hay là các bạn hay là mọi người lại muốn là viết status để tự lăng xê mình, để cho rằng mình ở một cái vị thế khác, không nhất thiết phải thế. Đâu để em đi. Đúng không ạ? Thế là rất mong muốn mọi người có cách nghĩ thực tế hơn, đừng sống ảo. Đừng sống ảo. Đừng sống ảo. Sống ảo là mệt lắm. Đừng sống ảo. Sống ảo nhiều quá mệt lắm. Mặt mình xấu như vậy. Mặt mình có đẹp đâu. Anh Bằng sao lại cái điện thoại của anh cái mặt mình xấu như vậy? Cả nào. Chào anh Bình Dương. Hello. Chào chú. Vâng. Hiền. Mấy hôm nay em bị khóa mõm anh ạ. Em bị bọn nó khóa mõm nên là em không thể vào được diễn đàn của anh được. Thế là bọn nó rất là bị. Vâng. Đây là ai nhất lấy diễn đàn của mình đây. Nếu mà ai có một cái thói mà viết tút để mà lôi kéo người nọ người kia vào để chia rẽ nội bộ cá nhân, thì em mong muốn mọi người hãy dừng lại, hãy nhìn một cách thực tế hơn, chứ đừng sống ảo như vậy. Cá nhân em đã từng nhiều năm rồi, em tham gia Facebook từ tháng 9 năm 2011 cơ, và em không phải nói, không phải khoe, mong các anh chị đừng nói em làm khoe nhé. Em vào tất cả các diễn đàn của bọn chống cộng cực đoan và em comment, lời lẽ của em nhẹ nhàng thôi, cũng không có gì là chửi thề cả. Nhưng em muốn nhấn mạnh rằng là mỗi người dân Việt Nam có một cách yêu nước khác nhau, không ai giống ai cả. Bây giờ bình thường ra khi em vào diễn đàn của người ta chửi cha mắng mẹ mình, người ta chửi lãnh tụ của mình, đúng không ạ? Thì bình thường nha. một con người bình thường khác thì đương nhiên là phải chửi thề văng tục rồi, điều đó không tránh khỏi. Nhưng em kìm nén được những điều đó và em không chửi không chửi bậy thôi. Nhưng em không phải em nói như thế để em mong mọi người giống em, mà mỗi người em đang muốn nói là mỗi người có một cách thể hiện niềm yêu nước khác nhau. Còn người nọ chửi đó là điều đó là họ, và họ nên làm như vậy, bởi vì đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo gấm,
chứ không phải là bây giờ em cứ hiền cho để cho nó bắt nạt à. Chẳng qua là em nhận thức được rằng nếu mà em chửi tiếp thì chúng nó càng mạt sát nhiều hơn và chúng nó càng kích động em hơn. Còn những nếu những người khác có chửi được chúng nó, em mong muốn người khác chửi được chúng nó, đúng không ạ? Chứ không không phải là em ngăn cấm người khác chửi không. Tức là tại sao Lisa Phạm nó mở diễn đàn thì có hàng nghìn người người vào chửi lãnh tụ nước mình, tại sao mình không có một người nào đó để mở diễn đàn để mình đối chất lại chúng nó? Điều đó là phải có chứ, chứ đừng bắt người ta giống mình. À không, Đình Nam ơi, chút đi, để ở đây để anh nói cho xong cái việc này đã. Thì thực sự hôm nay trên cái diễn đàn của anh Bằng á, thì anh mở ảnh có riêng về vâng, một cái vấn đề cá nhân, thì coi như là để anh em chia sẻ. Thì ở đây Bình Dương nói với chú Ngô Hồng Mai như thế này nè. Thực sự từ trước tới giờ bản thân riêng bản thân của mình, khi mình lên live, mình trong nhóm D3Q đặt ra cái tiêu chí, có nghĩa là mình không nói chuyện cá nhân mà chủ yếu việc ba que là chính. Đúng. Nhưng vâng, đúng anh. Lùm xùm trên mạng mà liên quan đến anh Lợi Minh. Thì ở đây riêng cá nhân của Bình Dương ủng hộ anh Lợi Minh 100% trong cái chuyện chống ba que và luận điệu xuyên tạc. Thì ở đây các anh chị cũng biết rằng vâng, anh Lợi Minh là một người Việt ở hải ngoại. Ở đây tại sao Bình Dương không sử dụng cái từ là Việt Kiều? Tại vì anh Lợi Minh đã hồi hương năm 2009 rồi, hiện tại anh ta có đang là song tịch. Và ở đây em nói, cũng em duy nhất nói một lần về anh Lợi Minh. Và cũng nói trên diễn đàn, mượn diễn đàn anh Bằng, mình chỉ nói một lần duy nhất. Mong rằng các anh chị hiểu và nên có một cái nhận định cho nó chính xác về một cá nhân nào đó. Để gì? Để chúng ta có được một cái tiếng nói ủng hộ cho những người người ta dám đương đầu trên cộng đồng mạng này, người ta cất lên cái tiếng nói, đúng không? Ngoài các anh chị cũng biết rồi, các anh chị ở hải ngoại đều bị ít nhiều cái bọn đó nó khống chế về tinh thần, có thể là kể về cuộc sống ở bên ngoài. Thì ở đây mình không thể nói được những người đó, thì có những anh chị ở hải ngoại như thế, mình nên góp sức ủng hộ tinh thần để cho anh ấy, các anh chị đó có được cái sự can đảm cùng đứng lên. Tại vì bây giờ là thế giới đã phẳng rồi, nó không còn cái sự cô lập như ngày trước nữa đó. Nên đâm ra ở đây những người trong nước của mình nên ủng hộ các người anh, các chị như anh Lợi Minh, hay là anh Cầm Nguyễn, hay là anh Đen Nị Nguyễn đó, hay là anh Quốc Dương, đó là những người Việt Kiều. Mình tạo được cái tiếng nói, mình tạo được cái sự chia sẻ với anh ấy, thì anh ấy có cái động lực hơn. Và các anh chị khác người ta nhìn như thế, người ta có được cái sự đồng tình của cái người dân trong nước, thì các anh chị đấy có thêm vững thêm niềm tin. Chứ còn bây giờ trong khi đó, các anh chị nhìn thấy trên cộng đồng mạng hiện tại bây giờ, có rất nhiều comment, có rất nhiều cái nhận định về anh Lợi Minh. Mà ở đây, Dương xin khẳng định với chúng tôi hôm nay, có những người chưa bao giờ nói chuyện được anh Lợi Minh một câu, mà lại có được cái những nhận xét, có những cái đánh giá trên cộng đồng mạng này, thì thử hỏi những người đó có khách quan hay không. em thì nói với lại anh này, đúng rồi, đánh giá một con người ấy, thì không thể đánh giá qua mạng ảo được, phải gặp trực tiếp, đúng, phải xem bằng hành động, đúng, cụ thể. Chứ làm sao mà đánh giá một con người mà chỉ qua cái mạng ảo mà đánh giá được, thì em cũng bó tay với một số người, có khi là họ là thầy bói cũng nên. Mà đã là thầy bói thì đừng có tin vào họ. Đúng rồi. Đấy là em nói với một số người đánh giá với cái cá nhân người khác. Bây giờ nè, ở đây Bình Dương nói thêm một cái điều này. Các anh chị nghĩ xem, bây giờ tạm mình không nói cái vấn đề những cái gì mà đang ở những người trong nước đang nói về anh Lợi Minh, mà mình hãy nhìn về phía bên hải ngoại. Các anh chị xem coi được bao nhiêu người, người ta dám lên đứng lên nói tiếng nói mà người ta đang ở hải ngoại, đặc biệt là ở Mỹ, các anh chị xem. Thì tại sao chúng ta những người trong nước, những người là mình là những người Việt, tại sao mình nhìn về bên đó, tại sao mình không ủng hộ tinh thần họ, dù họ lên mà họ cất một tiếng nói, họ ra mặt hay không ra mặt. Ví dụ chẳng hạn như anh Tư Tân Bình, tại sao mình không lên ủng hộ họ, đúng không? Con người thì không ai có thể là được tròn vẹn cả. Đôi lúc cả lúc mình bình tĩnh nó khác, lúc mình có cảm xúc nó khác, và lúc mình bực tức nó khác.
Mà ngược lại, khi anh Lợi Minh một cái điều bằng yếu Lợi Minh hay chưa, hay là anh chị có khen anh Lợi Minh một câu nào chưa? Mà đến bây giờ khi anh chị thấy được một cái điều này thì các anh chị quay lại chỉ trích anh Lợi Minh mạnh mẽ đến mức độ đó, thì các anh chị thử hỏi xem lợi cá nhân của mình khi mình đánh giá, khi là mình có thể mình xúc phạm một người khác nhưng người ta làm một cái hành động tốt, các anh chị đã có khen được chưa? Cái gì cũng vậy, đúng không? Có công và có tội, mình phải xem xét một cá nhân, một con người nó là gì, phải như thế. Còn anh chị bây giờ khi có thể là vì một cái lý do nào đó hay là vì một cái điều gì đó mà các anh chị không cần biết họ làm như thế nào mà chỉ cần chỉ trích họ, và những cái gì á mình dùng những cái từ nào có thể là chỉ trích được cho họ, quy chụp họ bằng cách có thể được mình làm đó, mà anh chị không nhìn lại trên cái quãng đường trước đó anh Lợi Minh đã làm sao, anh Lợi Minh âm thầm như thế nào. Ở đây á, Bình Dương không muốn nói nhiều về cái vấn đề anh Lợi Minh như thế nào thì mọi người cũng đã nhìn thấy rồi. Một người, người ta từ trên mạng, người ta bước ra ngoài xã hội, cuộc sống đời thường, và người ta thể hiện cho mọi người nhìn thấy cuộc sống đời thường của anh ta đó là như thế nào. Thì ở đây các anh chị hãy nhìn nhận một cách công tâm hơn, đừng vì một cái lý do gì. Mà em cũng mong rằng trên cộng đồng mạng các anh chị, những người có tầm hiểu biết nhất định và có thể có những người lớn tuổi, em mong rằng các anh chị có được một cách nhìn công tâm hơn, đừng vì một chút gì đó mà làm như thế. Tất cả các anh chị ở hải ngoại đều cần cái sự ủng hộ của những người dân. Thôi này, là đừng đẩy đồng đội của mình, đừng đẩy đồng đội của mình đi xa mình quá. Đừng có đẩy đồng đội của mình đi xa mình quá, hãy đoàn kết, đúng không ạ? Còn nếu đúng, khi một ai có một cái sai lầm nhỏ nhặt gì ấy, thì hãy dùng tha thứ là một cái cách trả thù cao thượng nhất. Như em cũng vậy thôi, em không bao giờ chấp nhận những người chửi em. Cá nhân em thì đã rất đơn giản như vậy. Thì em lên diễn đàn cũng rất là mong muốn, em có một lời nói cuối cùng như này này, rất mong muốn cái nhóm Temba Quy của các anh đoàn kết và không nên để ý những cái chuyện vặt vãnh xung quanh mình. Hãy tập trung vào đúng công việc của mình. Em rất mong muốn cái nhóm Tăng Công Bộ Tiên Bà Quy, và em luôn luôn đồng hành và ủng hộ các anh ở trong đó. Em phải khẳng định một điều như thế. Từ cái rồi sau này là từ những cái lời nói trên mạng và biến nó thành thực tế và lôi kéo được nhiều quần chúng có thể ra ngoài thực địa cùng bóc mẽ, cùng phá diễn đàn, cùng tận dụng cái quyền tự do dân chủ của mình, ngôn luận của mình, phá diễn đàn của bọn chống phá đất nước. Đó là cái điều thực tế nhất. Em cũng như vậy, đúng không ạ? Đấy, còn cái đấy là lời nói rất là chân thật của em, chân thành của em. Bây giờ em cho em xuống ở chị Hà My đây ạ. Ok, cảm ơn chú Ngô Hiền Mai nhiều. Chúc chú Ngô Hiền Mai ngày chủ nhật vui vẻ nha. Cảm ơn anh. Quang. Không thì ra để anh nói tí xíu nữa. Nên em mới nói tiếp như thế này. Cái gì cũng vậy, đúng không? Nên ngày hôm nay em nói về anh Lợi Minh để chi? Ngoài cái vấn đề em không nói nhiều, nhưng mà ngoài cái vấn đề em ủng hộ về anh Lợi Minh, em ủng hộ cách anh Lợi Minh chống. Các anh chị thông cảm, đây có cái điện thoại tới nha anh chị. Ngoài vấn đề em ủng hộ tinh thần anh Lợi Minh và em ủng hộ những cái gì anh Lợi Minh, để chi? Để anh Lợi Minh có động lực và các anh chị ở hải ngoại có được những cái sự ủng hộ đó, họ cũng có thể mạnh dạn hơn. Để chi? Để họ sẽ hạn chế lại và họ có thể là có được những cái lời nói hay có những hành động cụ thể để chống lại những cái bọn ba que ở hải ngoại. Đó là một cái tiếng nói thiết thực và gần gũi nhất ở bên đó. Còn những người ở trong nước như chúng ta, cách xa nửa dòng trái đất, nói nó cũng rất khó. Nên chính vì đó, Dương mong rằng các anh chị phải hiểu những cái điều của anh Lợi Minh làm, và các anh chị có được một cái nhận định chính xác về việc đó. Để chi? Đó là một cách các anh chị ủng hộ cái tinh thần của anh Lợi Minh, và kể các anh chị bên hải ngoại, để những anh chị đó cất lên cái tiếng nói, đúng không? Để hạn chế lại những cái thành phần ba que, những cái thành phần xuyên tạc về đất nước của chúng ta. Đó là một cái việc làm rất cần thiết. Nên trên nhắc thằng Thường Bình nói gì không có được. Nói vậy kêu kích để ai đang like tắt luôn nha. Like tắt đi. Bạn Thượng Bình ơi, mình ở trên đây, mình không nên nói ở người khác, và bạn không cần nên comment những cái câu này ở đây.
Dương ơi. À, xin lỗi các anh chị, mạng nó hơi yếu một tí. À, bây giờ để em nói tiếp với các anh chị, em chia sẻ thêm anh chị thêm chút xíu nữa nhé. Mạng hơi yếu nha, Hà My ơi, chờ anh xúc mạng ổn định rồi anh sẽ gọi lại. Nên ở đây em nói các anh chị như thế này nè. Từ trước giờ các anh chị chưa bao giờ nghe Bình Dương nói về một cá nhân nào mà Dương luôn luôn ủng hộ âm thầm những anh chị nào cất lên tiếng nói chống lại Ba Que, chống lại cái bọn xuyên tạc đất nước. À, tiếng lớn lên anh Thanh Tô. Nên qua sự việc này mong các anh chị tiếng nhỏ hả rồi tiếng lớn chưa chị Lãng Hiền, tiếng lớn cho chị Lãng Hiền. Tiếng lớn chưa anh Vinh? Chưa hả? Tiếng lớn chưa các anh chị? Dạ đúng rồi đó chị Bạch Yến. Thì em mong rằng qua sự việc này, em mong rằng các anh chị hãy có một cái nhìn chân thật hơn về anh Lợi Minh. Em mong rằng các anh chị, những người nào thực sự chưa hiểu về anh Lợi Minh thì các anh chị nên đừng đánh giá về anh Lợi Minh. Tại vì khi anh đánh giá được, các anh chị đánh giá anh Lợi Minh thì ít nhiều anh chị là người tiếp xúc ở bên ngoài, cộng với những gì các anh chị thấy và cộng gì các anh chị nghe và các anh chị mới đưa ra cái nhận định của mình, thì lúc đó cái lời nhận định của anh chị nó xác thực hơn. Và cái tính gọi là cái cách đánh giá của mình về một con người nó chính xác hơn. Đó là những cái điều em mong các anh chị là như thế. Ở đây em chỉ nói để cho các anh chị hiểu thêm về anh Lợi Minh. Tại vì ở đây á, bản thân của em, cá nhân của em cũng như là cái team Đê Ba Quy. À, anh Võ Như Lân ơi, em không biết là anh muốn lên anh nói chuyện gì, nhưng mà thực sự trong cái live này của anh Bằng thì em mượn, em chỉ nói là những gì em nói, em chỉ mong các anh chị lắng nghe thôi, chứ còn em không biết là anh muốn lên nói cái vấn đề gì thì em không biết, nhưng mà thực sự thì em sẽ không mời anh. Anh thông cảm em, chứ không phải là, tại vì em chỉ nói cái quan điểm của em về anh Lợi Minh và em nói cái quan điểm của em về sự việc các anh chị trên diễn đàn nhận định về anh Lợi Minh như thế nào mà thôi, chứ không phải là em lên đây. Tại vì anh lên thì đôi lúc em không biết là sự việc gì, thì mất công lên thì đôi lúc nó cũng có những cái nó lại không hay, thì anh mong anh thông cảm. Nhỏ quá hả? Sao kìa vậy? Rồi bây giờ lớn chưa các anh chị? Đó rồi đó, gì là lớn á, không liên quan đến tai nghe là lớn á. Ngồi độc thoại thì nên là bỏ tai nghe nè. Ok, nếu vậy thì thôi để em để. Bây giờ được chưa anh chị? Tại em gắn tai nghe chắc có người nghe bị nhỏ. Đó, rồi. To rồi. Rồi ok anh, thì nếu vậy thì em xin nói thêm một chút xíu nữa nha, tại vì cũng mấy anh chị kia cũng tiếng hy vọng hả chị Tông Yên? Chào anh Nguyễn Văn Phượng. Dạ đúng rồi đó chị Lãng Hiền.
À, ok, tại vì nếu vậy thì em sẽ mời anh Doãn Như Lân lên, và nếu ấy thì em sẽ để anh Bằng nói chuyện với anh nha, anh Doãn Như Lân. Anh nói với mọi anh nói với cái thằng Thượng Bình, cái thằng anh Doãn Như Lân, anh thoát ra anh vào lại, anh chưa có camera, anh Doãn Như Lân ơi. Anh nói mạng yếu. Không được rồi. Thông cảm nha, mạng hơi yếu một chút anh chị. Vâng, anh Lân ơi, đây là cái diễn đàn của em Dương ấy thôi. Thì bây giờ này, nhưng mà cái xem là ở bên này như nào. Hiện nay ở bên Thanh Lân chưa có camera. Anh Lân thoát ra đi xong vào lại. Nói chung là ở đây thì bọn em trao đổi thôi. Về những cái ví dụ là có khả năng là anh có một cái số điều nào đó không hiểu về anh Lợi Minh mà bọn em biết chẳng hạn, thì em sẽ trả lời cho anh trên quan điểm chúng mình trao đổi với nhau. Anh thoát ra đi xong anh vào lại. Thì hiện nay đang dùng 4G ở đây thì ấy quá. Cái nhạc nhưng mà đằng sau kia chúng nó đánh bên kia, bên sông. Bên sông như người ta đánh thì phải ngồi chịu rồi. Anh cứ xá duy tân. Rồi em sẽ cố gắng mời anh Lợi Minh. Ừ anh Doãn Như Lân. Nghe ở đây ồn chứ phớt. Tôi nghe tiếng rồi mẹ, làm sao ở đây ồn, tôi không nghe tiếng. Rồi, xin chào anh Doãn Như Lân. À, xin chào. Vâng, thì trên quan điểm là như này, anh rồi. Doãn Như Lân này. Tức là hiện nay, ví dụ như em thì nói chung là em cũng gần gũi anh Lợi Minh một số ngày. Khi thời gian vừa rồi, anh Lợi Minh về thành phố Hồ Chí Minh. Và coi như là anh Lợi Minh cũng tương tác bọn em cũng nhiều rồi. Thì em cũng có một cái sự hiểu biết nào đó về anh Lợi Minh. Thì có vấn đề gì về anh Lợi Minh mà anh coi như hỏi thì em có khả năng em giải đáp cho anh, đúng không? Chứ quan điểm là mình là ấy thôi, trao đổi anh ạ. Vâng. Không, tức là thế này, cậu cứ yên tâm, cậu cứ bình tĩnh, chứ tớ không có vấn đề gì đâu. Không không. Kiểu cái là tớ vừa mới nghe diễn đàn, tớ vừa nghe diễn đàn các cậu nói và có rất nhiều nhận xét là không có ai ở hải ngoại bằng được Lợi Minh. Thế rồi đại loại tức là đề cao Lợi Minh rất là lớn. Tớ vừa thấy như vậy. Thế nhưng mà bây giờ tớ chỉ có một cái số ý kiến như thế này này nhá. Cái chuyện mà đấu tranh với Ba Que, với Ba Kiếc thì tất nhiên trước đây tớ cũng rất là tôn trọng cậu Lợi Minh, thậm chí tớ còn định đón cậu ở sân bay Nội Bài cùng với cậu Bảo Trâm cơ mà, đánh lần với cậu đấy. Thế nhưng bây giờ tớ nói về cái quan hệ cá nhân thôi. Bây giờ tớ chỉ hỏi cậu, với một con người như tớ lớn tuổi hơn cậu Lợi Minh và tất cả anh em đều biết, cậu bảo tớ là đớp 10 cái áo không nhẹ ra, thì bây giờ cậu thử trả lời của tớ xem nó là như bây thế nào. Giờ này tôi nói với anh chị này, đấy là những cái ví dụ là có khả năng khúc mắc giữa anh và anh Lợi Minh, cái chuyện đấy thì em không can thiệp vào đấy. Nhưng mà bây giờ này, như vừa nãy em đã nói với anh và tất cả các bạn là muốn đánh giá một con người nào đó thì mình phải đánh giá tổng thể, đúng không? Giúp bản thân anh cũng có nhiều điều, ví dụ là hoặc là bản thân em cũng có một số cái điều nào đó mà ví dụ khi mà mình nó cứ nói về những điều đó thì mà mình quy chụp thì cái vấn đề là bản thân anh cũng không chịu được nổi, mà em không chịu được nổi. Con người ta tớ xin lỗi cậu nhé. Vâng. Tớ xin lỗi cậu nhé. Bây giờ cậu nói xem là tớ đổ điêu cho ai cái gì nào. Không, cái chuyện cậu đấy, cậu nói đi. Em nói anh, em không, hiện nay em nói về vấn đề tổng thể chứ em không nói về vấn đề những cá nhân giữa anh và Lợi Minh. Đấy, em muốn nói là như thế. Không. Bây giờ nói cái gì mình cũng phải nói bằng chứng cứ cụ thể chứ không thể nói chung chung như được. Bây giờ tớ nói cậu nhá. Cái vấn đề tổng thể, ơi, ví dụ tổng thể con người thì là mình mới đánh giá được một con người. Ví dụ như là anh lên livestream, em lên livestream, cách sống của em, cách sống của anh không bao giờ hoàn hảo được. Ví dụ như anh lấy một hai cái để anh quy chụp cả một con người thì cái đó là mình phải suy. Không phải lấy một hai cái. Bây giờ tớ hỏi cậu từng vấn đề một thôi chứ không phải một hai cái. Nó rất nhiều cái. Rất nhiều cái. Bây giờ tớ nói cho tớ, bây giờ tớ hỏi cậu này nhá. Cậu Lê Minh cậu bảo là tất cả các nhóm anh em cờ đỏ đều đang tập trung đánh cô Lợi Nhiên. Thì cậu trả lời thế nào? Bây giờ này anh phải hiểu rằng là như này, những người ở nước ngoài, tức là anh Lợi Minh cũng thỉnh thoảng về nước thôi, anh có hai quốc tịch rồi, anh thỉnh thoảng về nước thì là những cái câu gọi là văn câu cú nọ kia tất cả cái thứ
thì em nói thật anh thôi nói chung người ta bây giờ tớ lại hỏi cậu thế này này nhá. Tớ hỏi cậu thế này, cậu Lợi Minh nó tuyên bố đợt này tôi về tôi sẽ chấn chỉnh lại tình hình anh em cờ đỏ trong nước. Anh đừng nói lấy một hai câu để anh quy kết cả một con người. Sao lại một hai câu cậu nói chuyện buồn cười nhỉ? Bây giờ tớ bảo cậu là thằng Bằng Nguyễn đây. Bây giờ tớ hỏi cậu này nhá. Bây giờ tớ hỏi Bằng Nguyễn một câu này nhá. Cậu Bằng Nguyễn đừng bảo thủ. Bây giờ tớ hỏi cậu này nhá. Bây giờ tớ hỏi cậu. Thằng Bằng Nguyễn mày ăn bớt 10 triệu mày muốn lòi ra đi. Mày còn cho cậu chấp nhận không nào? À. Bây giờ nhá, em nói anh ấy, cái bản thân anh cũng không hoàn thiện được, bản thân em cũng không hoàn thiện được, Lợi Minh cũng không hoàn thiện được. Tớ không hoàn thiện, tớ đã đủ. Cho nên ví dụ là anh lấy một hai cái để anh quy kết cả một câu người. Nói không hoàn thiện tớ đấy. Câu nói tớ không hoàn thiện tớ đấy. Cái quan điểm của em thì lại khác. Quan điểm của em là ông không thể nào lấy một vài hiện tượng để ông quy kết cả một con người người ta, nhất là những người đã sống ở bên nước ngoài lâu. Đấy, ví dụ thế hả? Đấy là cái quan điểm của anh vẫn cứ giữ. Quan điểm của em vẫn cứ giữ. Em không cần phải chứng minh cho anh. Tất nhiên là các cậu cứ, tôi nói cậu thế này này, các cậu cứ quan điểm, các cậu cứ chơi với cậu Lợi Minh, các cậu cứ đề cao cậu lên là không có cái gì cả. Nhưng tớ cũng yêu cầu các cậu là cái gì sự thật mình phải công nhận là sự thật. Cậu đừng cả vú lắm. Cậu đừng cả vú lắm miệng em. Hãy nói đi. Em gọi là lấy ông làm thần tượng, không có đâu. Đúng là. Vâng, em ủng hộ ông Lợi Minh thôi, ủng hộ thôi. Chứ em không đề cao. Đúng. Anh hiểu không? Ông cũng như em thôi. Này, Thảo Nguyễn các thứ nhá. Ủng hộ ông Lợi Minh. Này, cái loại chúng mày nhá, đừng có liếm dái tao nhá. Tất cả những đứa nào comment ở đây đừng có liếm dái tao nhá. Thôi anh ơi. Nói thật chúng mày như đấy. Nhá. Chuyện bên dưới, anh em mình trao đổi với nhau thôi. Mỗi người có. Bây giờ tao nói với Bằng Nguyễn thế này này. Tao nói với Bằng Nguyễn thế này nhá. Anh em mình lên đây đều là mang cái tinh thần tự nguyện tự giác lên đây để nói chuyện. Nhưng cấm tuyệt đối không được nói xuyên tạc với nhau. Đấy là một cái điều bất di bất dịch nhá. Mình biết cái gì mình chắc chắn mình hẹn nói, còn mình không biết thì mình không được nói. Đúng không ạ? Đấy, còn cái chuyện là bây giờ cậu chơi với ai, cậu quan hệ với ai, đấy là chuyện bình thường, không có ai cấm đoán cả. Nhưng nếu đã xuyên tạc người khác tức là có hành động không tốt. Nếu đã xuyên tạc người khác là có hành động không tốt nhá. Tớ chỉ nói về bản thân rồi thôi. Thôi được, em nói anh nhá, bây giờ cái vấn đề đấy là quan hệ cá nhân giữa anh và cái quan điểm của anh với anh Lợi Minh. Còn chúng em là những người em cảm thấy tổng thể anh Lợi Minh như thế là tốt và nói chung là được thì chúng em ủng hộ thôi. Chứ anh bảo em có tôn ông Lợi Minh không có đâu. Mày cỡ em là sao mà tôn Lợi Minh được? Nói chút được. Này Cao Viên Bảo nhá, Gia Bảo nhá. Vâng, anh cứ đợi bất cứ quan điểm của anh. Nhưng mà các cụ đã nói rồi, đi với bụt thì mặc áo cà sa nghe chưa? Còn cái loại mà mẹ mình vét đĩa mà không tiếc bất cứ một câu nào. Nhá. Em nói anh ấy, còn viên anh lên này, anh đừng nói bố như thế. Sáng thì lúc nào cũng sáng. Nói là, mày nghe chưa? Này, cái lũ chung này mới là cái lũ rồi. Bố tuyên bố là bố lúc nào cũng sáng. Cùng quan điểm, bớt nóng lại. Cái loại chúng mày là cái gì mà tao tách chúng mày mà làm gì là bố đấy. Nói cái chuyện đấy. Đấy là quan điểm của anh cứ trình bày thoải mái. Còn ở đây là anh phản đối. Tôi đây ta tớ. Thằng Nguyễn phải nhớ tớ đang nói chuyện là nói chuyện ở đây. Anh em mình là khai xin tuyến, không có đâu. Em không bao giờ nghĩ như thế. Thấy chưa? Anh tớ không nói với cậu, em ủng hộ, nhưng anh em mình vẫn cùng chiến tuyến. Cậu im, cậu đừng cả vũ lắm mình em. Đây là tớ đang nói với mấy đứa nó comment ở đây này. Đấy, tớ đang nói với mấy đứa comment ở đây này. Còn đối với các cậu nhá, lúc nào anh em cũng rất là quý mến nhau. Những cái comment chẳng qua là nó. Nhưng mà thế này này, Facebook thôi, anh để ý làm gì? Anh cứ nói cái quan điểm của anh thôi, cần gì phải để ý comment? Không, em không để ý. Tớ chứng tỏ cho chúng nó nhá. Tớ chứng tỏ cho chúng nó là thế này này. Chúng nó đừng có nghĩ rằng coi như là bắt nạt được người khác nó dễ như vậy. Tao thách tất cả cái lũ chúng mày, đứa nào thử hãm nhục được tao đấy. À, tao thách tất cả cái lũ chúng mày đấy. Cái gì vậy? Cái loại chúng mày ấy mà liếm dái tao không đáng đâu. Thôi đừng nóng anh lên ơi. Anh nhá. Anh em mình trao đổi trên cái quan điểm gọi là anh quan điểm thế, em quan điểm thế. Anh đừng. Thế còn bây giờ tớ chỉ nói với Bằng anh Nguyễn thế này nhé. Anh đừng để ý có măng ở bên dưới. Tớ nói với Bằng Nguyễn thế này nhá. Nhá. Tớ nói Bằng Nguyễn thế này. Các cậu quan hệ, các cậu chơi với ai thì chơi. Nhưng nếu các cậu không tôn trọng sự thật, thì các cậu cũng là loại vứt bỏ. Tớ nói thẳng với các cậu thế. Rồi, con đấy là quan điểm của anh. Tôn trọng sự thật. Em vứt bỏ cũng được. Tôn trọng quan điểm của anh. Vâng, đấy là quan điểm của anh. Tất nhiên. Tớ sẽ nói thật với cậu thế này nhá. Bằng Nguyễn với cái bỏ tớ bây giờ tớ nói với Bằng Nguyễn này nhá.
Được rồi, cậu im để tớ kết luận thế này này. Tớ sẽ rất tôn trọng, sẽ rất quý mến những em nào trung thực và biết tôn trọng sự thật. Tớ nhổ nước bọt vào mặt những kẻ nào mà biết sự thật mà vẫn còn cứ lấp liếm. Tớ sẽ nhổ nước bọt vào mặt những kẻ đó. Đấy. Đúng. Tớ thật như thế. Nha. Những kẻ nào mà sống không trung thực, không biết tôn trọng sự thật thì nhổ nước bọt vào mặt những kẻ đó. Thời gian sẽ chứng minh. Anh em mình xem nào. Thời gian chứng minh rồi. Thời gian nhiều năm rồi. Bây giờ không phải là mới nhá. Thời gian sẽ còn tiếp tục. Em vừa chứng minh 13 cái cho các bạn lúc anh chưa lên. Em đã chứng minh rồi. Còn cái chuyện là bây giờ cái quan điểm của anh và quan điểm một số người nữa, em không can thiệp. Đấy là tất nhiên. Vâng. Tất nhiên là tôi nói thật với cậu nhá. Bây giờ này còn lại tôi nói thật với cậu, các cậu quý Lực Minh thế nào là quý. Nhưng với tớ bây giờ nó là kẻ thù không đội trời chung. Được, đối với anh. Vì nó gặp xuyên tạc tớ nhá. Tớ nói cậu biết đi, cái câu nó bảo tớ đớp 10 cái áo nhá. Cái câu nó bảo tớ đớp 10 cái áo, tớ nói thật với cậu, tớ sẽ trừng trị cho nó đến nơi để trốn. Nói thật với cậu, thế nó đừng nghĩ rằng thằng Lợi Minh nó nhiều tiền. Nhá. Thế còn tớ rất tôn trọng những người nào tôn trọng sự thật. Những người nào biết tôn trọng sự thật. Nhá. Còn tớ sẽ nhổ nước bọt vào mặt những kẻ nào mà biết sự thật mà vẫn còn lấp liếm. Nhá. Tớ sẽ không, chính mồm nó nói, chính mồm nó khoe tiền, chính mồm nó bảo những người giàu mới có thể yêu nước được. Cậu thấy chưa? Em nói anh nhé. Các cậu nói thật, các cậu. Cái chuyện là ví dụ ông mình có thể tổ chức cả một cái cuộc biểu tình ở tòa thị chính không? Em hỏi anh. Tao là tao, thằng Thanh Tô cái chưa? Bố là bố. Bố là ai? Hả? Thôi anh à. Tất cả chúng mày đi xa là mày chơi, nhưng thằng nào không thích quan hệ với tao. Thôi anh. Cắt tôi nhà đi. Anh lên đây. Cái mình loại sửa mặt chúng mày, tao không biết gì cái mặt chúng mày. Bây giờ mình có tuổi rồi. Mình có tuổi rồi, mình giải quyết một cái chuyện gì mình phải bình tĩnh anh ạ. Chứ anh đừng để ý ở dưới này chúng nó có băng như nào. Em nói anh đó là những người ở dưới này. Chúng mày tao cần mặt chúng mày. Ví dụ người ta kích động. Anh lại rơi vào bẫy kích động của người ta. Tao thách thế nào thì mẹ phải tao thách thế nào có được bà con ủng hộ như thế nào đấy. Tao thách thế nào giỏi đi. Thôi. Cái loại chúng mày là cái loại lừa đảo lên đây mà ăn tục nói phét đánh răm rong, tao nói thật cái loại chúng mày mà lên đây liếm rái nó không bảo là được đâu. Rồi anh Nhân, anh đừng để ý đến, bây giờ mình có tuổi rồi, mình mắc cái bệnh rồi, coi như là không kia rồi. Mình sẽ phải cho chúng nó biết thế nào là sự thật nhá. Tao nói thật với chúng mày ấy, đứa nào tao đã quý, tao tôn trọng, rất tôn trọng, còn đứa nào mà không nhá, tao sẽ nói thẳng với chúng mày ấy. Thôi anh tao nhân, để em khuyên anh Nhân tao ngồi hạ bớt hỏa lại. Cái gì anh em trao đổi. Tao thách mày hạ nhục người ta đi. Hả? À, tao thách chúng mày có được nhiều người ủng hộ cho tao đấy. Anh nóng quá anh ơi. Chúng mày nhiều. Cái loại chúng mày ấy mà. Dạ đạo. Mình biết bị tiền sử rồi. Vâng nhớ cái nó bị cái gì cái mà cái mạng xã hội này. Kể cả chết. Nó làm cho mình như thế này thế khác thì em cũng không kể cả chết. Mình nhớ. Không có làm cái gì cả. Nhẹ nhàng thôi anh ạ. Vâng. Chứ đừng cái, còn tất cả đây này chẳng quá làm cái gì. Ví dụ như anh lên anh bảo là yeah. Quan điểm tôi phản con đối người ta ấy cậu ủng hộ Lợi Minh, con người ta nhá, người ta chỉ tôn trọng và nể những người sống trung thực, những người biết nói lên sự thật. Còn những kẻ mà suốt ngày đi nói xuyên tạc, nói bịa tạc để nói xấu người khác để muốn đề cao mình ấy mà, thì loại đó mà trước sau sẽ bị xuống vũng bùn. Hãy nhìn thằng Khương, thằng Nguyễn Phú Hùng ấy nhá, trước đây nó được nhân dân trong nước tôn trọng như thế nào. Tôi đấy, anh nhìn nó nóng quá, nói chung không hay, mình có tuổi rồi, không. Bị bệnh tiền sử. Còn cái chuyện này, cả một cái lũ hợp thằng Lê Xuân Nghĩa, thằng tất cả một cái lũ ấy đi, liếm rái tao chưa được đâu. Đây, hạ nhục tao bao lần rồi. Bố ơi, nhá. Mình có tuổi rồi. Tao nói thẳng với chúng mày như vậy đấy. Thôi, nhá. Thôi, em nghĩ là hôm nay tao em, lên tao nói rằng, trao đổi thì em tao thách chúng mày, thôi, chứ còn em chả hạ nhục người ta đi. Tao thách như nào ở trên mạng này mà có được nhiều bà con ủng hộ như tao đấy. Thôi, mặt chúng mày đi. Thôi, em đi anh xuống rồi, anh đang nóng quá rồi nhá. Em cảm ơn anh đã lên trình bày rõ quan điểm của anh. Rồi không nên nhớ cái mà anh nóng quá mà mình nó có vậy. Vâng, nó có phần. Nó chết cũng không sao, nó đặt cái bây giờ nó chết là bằng được rồi lên. Thôi nhá. Tớ bây giờ chết bình thường. Thôi. Cái loại tôi nói cậu à, cái loại sống hai mặt ấy mà. Mẹ, cái loại con nó thật với cậu, thôi, tử thế mà nó cũng không là cái gì cả. Vâng, nhớ vâng cái, thôi nhá. Em cảm ơn anh đã lên tham gia chương trình và trình bày quan điểm của anh. Còn tớ thì nói với các cậu. Khổ quá,
Tôi nói với các bạn này, tôi thì không nhìn con Văn, cho anh lên anh ấy hơi nóng. Chú Lân hồi nãy hơi đấy, nóng rồi. Thì tức là mình lên mình trình bày cái quan điểm của mình, hoặc là có điều gì chẳng hạn mà hỏi nhẹ nhàng. Bằng ơi, ví dụ ngày xưa ví dụ Bằng đã quen biết nên mình theo Bằng cái điểm này như thế nào, như thế nào. Mình trao đổi thôi, đúng trên quan điểm của tôi là đúng rồi. Chứ chứ. Mày nói hoang có gì đâu. Mày bình tĩnh, tao nói xong rồi mày nói. À. Chưa là, trên quan điểm là mình trao đổi vấn đề, dụ như mình khác quan điểm với nhau về cái vấn đề ví dụ chính trị hạn, thì mình có vẫn có thể trao đổi được mà, chứ có phải đâu là mình lên ví dụ là mình bắt đầu coi như là hai ông chạy khác quan điểm chính trị, sau đó coi hai ông lại giận nhau rồi thậm chí là nói mặt sát nhau không ra gì. Đấy là theo quan điểm của tôi. Nhưng anh Lân anh ấy hơi nóng nhá, thì nói chung là cái những cái đấy thì thực tế anh Lân anh ấy đang bị cái bệnh tiền sử, vì cái bệnh mà ngày xưa anh nói là bệnh ấy bị xuất hiện huyết não rồi đấy. Thì nói chung là nhớ cái anh ấy có vận hệ gì, có khi lại gửi ông Bằng này phải cũng lại mời ông Lân lên chẳng hạn, thì thôi nói chung là cũng phải thông cảm. Thấy chưa? Còn cái quan điểm của mình hoàn toàn mình khác, tất cả mình trao đổi hết, kể cả ví dụ cái bọn ví dụ như bọn chống cộng ở cực đoan bên kia chẳng hạn, thì nó bảo nó có tinh thần yêu nước yêu tổ quốc, mình bảo có thế thì mình lên mình trao đổi với nhau, đúng không, để ví dụ ra để cho mình tuyên truyền cho bà con. Chứ việc gì mình phải nóng phải gân cổ gân kiếc lên, giờ cái nhớ cái ví dụ anh mình đang bị tiền sử chẳng hạn, mình ngã lăn đùng ngã ngửa ở đấy không mà không biết là mạng xã hội được cái gì mà trong cái đó nó ảnh hưởng đến cả cái cuộc sống cuộc đời của mình. Vâng, thì nhiều đó thì là không hay. Vâng, từ từ đừng mơ chứ mượn đó, em mượn rồi. Như thế này, nói chung là về những cái phát ngôn của chú Giảng Như Lân nãy giờ đó thì coi như là em cũng không có, em không bình luận vô, tại vì đó là ý kiến chính kiến riêng của chú. Tuy nhiên là em nói về cái ý kiến của em thôi. Mình em thì là phần nhỏ trong đây so với anh Bình Dương với anh Bằng. Đó thì mỗi người đều có một cái ý kiến. Thì cá nhân em về cái ý kiến về anh Lệ Minh thì cũng như em nói là tất cả các anh chị ở đây, không phải là chỉ riêng em, là mọi người đều có một cái cách nhìn, một cách nghe, và mọi người đều có quyền suy nghĩ quyết định thấy anh Lợi Minh đúng hay sai như thế nào, mọi người đều có quyền quyết định hết. Ở chú Giảng Như Lân cũng được, chú Giảng Như Lân thấy anh Lợi Minh không đúng thì đó là cái suy nghĩ cá nhân của chú đó, thì cái điều đó thì em không có bình luận vào. Em chỉ nói về những ý kiến cá nhân của em, hoặc là các anh chị em DBQ, hoặc là các anh chị em khác, mọi người đang ngồi ở dưới đây theo dõi thì có thể là nhìn và biết là anh Lợi Minh sống và làm việc như thế nào trong cái việc mà lên đây chống các luận điệu xuyên tạc cũng như chống bao que. Còn những vấn đề khác thì chúng ta nói chung là cái suy nghĩ của mọi người thì chúng ta không có thể mà bắt người ta phải tuân theo được đó, nên là em là chỉ có thể mà góp ý như thế thôi. Còn thật ra chúng ta lên đây là mang tính chất là cộng đồng chúng ta cùng chung tay mà chống bao que, chống xuyên tạc, thì không có việc gì mà chúng ta phải ấy với nhau gì cả. Thật ra là anh Bằng với chú Giảng Như Lân vừa rồi là anh Bằng cũng đã nói, chú Giảng Như Lân thì cũng đã nói rồi, nhưng mà cái sự chia sẻ đó với nhau thôi, nó hơi có một chút nóng nảy, nhưng mà không sao hết. Cái chuyện đó cũng không phải là một cái sự tranh cãi hay mâu thuẫn gì ghê gớm cho lắm. Rồi nên là mọi người nếu như mà cảm thấy là người nào đáng tin, mọi người đáng tin và đáng mình đáng tôn trọng thì mọi người cứ nên tiếp tục và tin tưởng và tôn trọng người đó. Còn mình có thể tìm hiểu thêm về vấn đề con người mà, đúng không ạ? Chờ chút đi, em đang nói chuyện, em thấy chú Vinh Đỗ lên nè, chú Vinh Đỗ muốn lên, em muốn mời chú Vinh Đỗ nè. Ủa đâu rồi? À không, đây rồi, chú Vinh Đỗ đây nè. Không phải, mình phải để nguyên. Để nguyên nè. Không, tôi mời cho. Rồi mời cho, lấy máy. Không, đây nè. Em luôn, chuyển máy đi, ở kia kìa. Rồi, trời đó. Rồi đưa ở đây. Sắp nổ máy thì gì, máy của bắp vậy thôi, chuyển khoản gần chung. Chào mọi người. Chào chú Vinh. À, sống chào chú Vinh. Chào mập. Chào. À chào Trung Vũ. À bây giờ chú muốn nói với mọi người như này, quan điểm riêng của chú thì chú muốn nói với mọi người như này. Hiện nay ở trên đất nước chúng ta thì cái mạng Facebook rất là phát triển, và nói chung là lên trên mạng thì mỗi người có một cái cách chống bao que, hoặc là những cái đối tượng mà chúng ta cần chống khác nhau, và quan điểm của mỗi người thì rất là khác nhau. Nhưng mà tự chung lại là chúng ta đều nói rằng là những người yêu nước, đúng không? Chúng ta là người yêu nước, chúng ta là con cháu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta là con cháu của Vua Hùng. Vậy thì quan điểm của chú, quan điểm của Vinh Đỗ là cũng phải lên học tập cái tấm gương đạo đức
của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết thì mới chiến thắng được những cái thế lực ba que phản động hoặc là gì đó. Quan điểm của chú là như vậy. Cho nên chú kêu gọi mọi người là nên bình tĩnh, tất cả những cái gì cũng nên bình tĩnh. Và chúng ta không phải không thiếu những cái cách để xử lý, không phải không thiếu những cái ứng dụng trên trên điện thoại di động để mà chúng ta có thể nói chuyện với nhau một cách ôn hòa mà rất là tốt. Đầu tiên thì chú đã tham gia cái mạng xã hội này cỡ khoảng 2 năm rồi. Chú thấy cái vấn đề nó không phải là những cái vấn đề gì lớn, mà thực ra nó chỉ là những cái chuyện rất là nhỏ xíu. Nếu như chúng ta mỗi người biết kìm lòng và chúng ta coi như là sử dụng bằng những cái ứng dụng như Messenger qua Facebook này, chúng ta có thể gọi nói chuyện với nhau một cách ôn hòa thì nó cũng rất dễ dàng và rất là nhẹ nhàng thôi, chứ không nhất thiết là tất cả những cái gì cũng phải mang lên trên mạng này để cho nó cả cộng đồng người ta nghe thấy, hoặc là thậm chí là ba que nó nghe thấy để nó vào nó châm chọc hoặc các thứ. Thì chúng ta phải tìm hiểu cái điều này, quan trọng là chúng ta phải, và cái quan trọng nhất là có lần chú đã nói chuyện ở trên mạng xã hội rồi, là chúng ta không nên đẩy đồng đội của chúng ta ra xa nhau, ra xa đó. Khi mà chúng ta đẩy đồng đội của chúng ta ra thì tức là chúng ta đã tạo ra cho chúng ta một kẻ thù đó. Vậy thì quan điểm của chú là chú vẫn kêu gọi là mọi người coi như nên có những cái là đoàn kết để mà cùng chung một cái lý tưởng là làm sao giữ cho bảo vệ cái an ninh tổ quốc nó tốt hơn, chứ không nên để những cái trường hợp mà bây giờ chúng ta cứ mang nhau lên đây để mổ xẻ rồi ấy, như thế là chú thấy nó không xứng cái kiểu gì gọi là con cháu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta cứ nói rằng chúng ta là người yêu nước, chúng ta là người con cháu của Bác Hồ, chúng ta học tập tấm gương đạo đức của Bác, mà chúng ta chả làm được cái gì coi như theo giống như những lời dạy của Bác cả. Cái quan điểm của chú là rõ ràng là như vậy. Cho nên đừng có vì một cái gì mà coi như là chúng ta làm hỏng ấy. Chú thấy cái thời kỳ coi như cách đây coi như hơn 2 năm là cái phong trào Cửa Đỏ rất là hay, rất là thích, mà đến bây giờ coi như thậm chí là nhiều khi coi như còn không muốn nghe nữa. Đấy là tâm tư của chú, nói thật. Và chúng ta hãy cứ nhìn xem cái vấn đề chúng ta nói, cái tiếng nói của chúng ta có được người nghe hay không, có được mọi người ủng hộ hay không. Chúng ta cứ nhìn cái chỗ mà phía trên này nó có một cái dấu hiệu đỏ là trực tiếp này, và chúng ta nhìn vào cái con số ở bên cạnh đó, chúng ta nhìn vào cái con số ở bên cạnh đó của mỗi cái buổi livestream của chúng ta. Chúng ta thấy cái số lượng người coi như theo dõi, chúng ta xem những cái người xem, nếu như chúng ta thấy nó giảm đi, tức là cái buổi livestream bữa trước của chúng ta là không có hiệu quả, và cái vấn đề ở bữa trước của chúng ta nói là nó không có những cái hiệu quả, mà để người sau không muốn nghe nữa và người ta không ủng hộ chúng ta, tức là người ta không nghe đó. Chúng ta nên thấy cái vấn đề đây là thực tế, nó chỉ là rất là những cái nhỏ thôi, nhưng mà còn khi mà nói, có những cái vấn đề này, bây giờ nói vô như này là cái hiệu quả trong tất cả cái việc mà chúng ta lên livestream ở đây là cái hiệu quả chúng ta là phản biện lại những cái lời lẽ xuyên tạc của tụi ba que đó, còn là những cái tụi nó tuyên truyền chúng ta phải phản biện được. Còn nếu như mà các anh chị em nào mà có một cái sự hiểu biết nhất định về cái việc mà dân chủ của trong nước, hoặc là những cái một cái nhóm hội nào đó mà có cái một cái nguy hiểm gì đó đến an ninh trật tự xã hội của Việt Nam, thì những người mọi người đều có một cái quyền nhất định để mà xử lý những việc đó. Còn cá nhân của nhóm Debawi cũng như là cá nhân con, hoặc là anh Lợi Minh cũng có một cái cách xử lý của ảnh về những cái vấn đề mà liên quan đến là chống phá những cái luận điệu xuyên tạc của tụi nó đó. Nên là ở đây là cái sự ủng hộ, thì con nói là về sự ủng hộ đó, thì con nghĩ là tất cả các anh chị em lên đây đều ủng hộ là chống ba que, chống xuyên tạc, chứ không có phải là lên đây để ủng hộ là cái con người nào đúng, cái con người nào sai gì hết đó. Chuyện đúng sai thì mọi người ở dưới đều có quyền, đều có suy nghĩ và có quyền, có đều có thấy hết rồi.
là chúng ta không phân tích chuyện đó. Là ví dụ như chú Dẫn Như Lân hoặc chú Vinh Đỗ hoặc là mọi người ở đây, ai thấy anh Lệ Minh sai đúng như thế nào cứ giữ trong lòng thôi, không có cần thể hiện ra. Còn lên đây, tụi con lên đây, tụi con có thể thể hiện chính kiến của mình, là tụi con thấy là anh Lệ Minh là một người yêu nước. Cá nhân con cũng ủng hộ anh Lệ Minh đó. Và tất nhiên là những người nào mà nói anh Lệ Minh này thế nọ, tụi con cũng không phản ứng lại. Đó là, cái đó là cái quyền của người ta. Anh phải ủng hộ anh Lệ Minh. Tôi muốn nói như thế này. Đúng rồi, tôi tham gia ở các diễn đàn và nhiều diễn đàn chứ không phải riêng ở những cái diễn đàn coi như là của DBQ này. Tôi nói với các bạn rằng là tôi cũng thường xem mấy cái diễn đàn đưa lên chú Quy này, và bây giờ hiện nay là tôi còn một số anh chị em ở dưới cũng muốn xin lên. Dạ chú nghe tôi nói không ạ? Tôi thấy đang rất thích trung mập để chú nói đã. Của chú Vinh hơi yếu một chút xíu, cũng là còn một số anh chị em ở dưới muốn xin lên, thì con xin phép chú là cho nhường diễn đàn để cho mời các anh chị em khác có thể lên chia sẻ những cái gì đó mà họ muốn nói. Vâng, thì tôi, chú chỉ xin nói thêm một vài phút nữa thôi. Ở chỗ vâng, là, vâng. Tôi thấy rằng là vấn đề ở đây tôi cũng không bênh Lệ Minh mà tôi cũng không bênh ai, nhưng mà tôi chỉ có kêu gọi mọi người là hãy nhường nhịn nhau. Cái điều đấy là điều đầu tiên. Okay, nếu có rồi. Vấn đề gì thì chúng ta nói chuyện với nhau bằng Messenger, hoặc là nếu như ai có số điện thoại cầm tay riêng thì chúng ta nói những chuyện đó với nhau. Không nên coi như mang lên mạng xã hội, không nên lên mạng xã hội để coi như là vạch ra những cái nọ cái kia để mà coi như là làm cho coi như bọn ba que coi như là nó vui mừng. Đấy là quan điểm của tôi như vậy, nói rất ngắn gọn thôi chứ không tôi cũng không muốn diễn giải nhiều. Vâng, xin cảm ơn các mọi người, xin chào các bạn. Rồi, xin cảm ơn anh Vinh Đỗ. Em sẽ mời một số anh em chị em này lên. Vâng. Dạ, dạ. Anh xin anh xuống. Rồi, ok. Mời Hà My trước nha. Hà My nói ngắn gọn em. Rồi, đã mời Hà My ấy. Còn một số anh chị em xin lên nữa, nói ngắn gọn thôi. Chào cả nhà. Xin chào Mi. Nãy giờ em cũng nghe nhiều. Nói chung là em nãy giờ mấy anh em cũng nói là em cũng là ủng hộ anh em, bên em cũng nói chừng mấy phút thôi. Nhưng có cái là anh em mình lên đây là chống xuyên tạc ba que. Chứ nhiều người lên đây mà lên ra bắt đầu chửi bới với là móc gì móc. Nói móc méo gì anh em trong nước, tôi cũng không có thích cái chuyện đó. Còn nhiều người cũng nói là sao mà lên đây có chị em chửi á, chị em chửi không xứng đáng với là những cái đồi cờ đỏ. Các anh nào nói đó là chính anh nào nói biết không, anh gì quên rồi, anh Doãn Như Lân nói câu đấy, các anh chị em nói là không xứng đáng. Đó là tôi cũng bức xúc, tôi nói câu nói đó. Mọi người yêu nước khác nhau, chưa chắc ai đã hơn ai hay chứ. Những cái mà nói cái chuyện mỗi người á, có người chửi, có người không chửi được á, thì tùy thuộc một các người. Có người bức xúc tôi cũng chửi dùm cho các những người không chửi được. Đúng rồi. Nên chị em đây cũng phải là yêu nước, phải có ăn học mà yêu nước. Cũng ăn học cũng có quyền để yêu nước. Chưa chắc mấy người có ăn học mà mấy người đã yêu nước được đâu. Đó là tôi nói. Còn trong này là anh em tôi vẫn ủng hộ anh Lôi Minh cái chuyện đó. Không phải mắt người nói, lên đây ăn nói chuyện đàng hoàng là các người yêu nước hả? Nên chi là tôi cũng nói cái chỗ này nè, mỗi người được khác nhau. Mi một điều như này, theo quan điểm của anh thì những người ấy, ví dụ lên trên này phản biện hoặc viết tattoo hoặc như này khác, thì nói chung là mỗi người có một cái trình độ khác nhau, học thức khác nhau, cái nhận thức về chính trị khác nhau. Cho nên là ví dụ như trường hợp ví dụ Thái Bình Nhiên chẳng hạn, ví dụ lên chửi bới lung tung chẳng hạn, thì nói chung theo tôi nghĩ tôi cũng ủng hộ. Vì cái là bây giờ bọn bên kia nó chửi, nó chế ảnh bác rồi chế tất cả các kiểu. Bây giờ ví dụ Thái Công Nhiên bức xúc quá nên bắt đầu dùng cái thứ chửi bậy như chúng nó phang lại. Tôi tôn trọng tất cả những anh chị em yêu nước, yêu chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo lên đây phản kháng lại chúng nó, dù với dưới bất kỳ hình thức nào. Anh ơi, cho em ngắt lại cái này em nói anh. Em ngắt cái này em lại em nói.
yêu nước á, không phải là các anh là ở lên đây là mỗi người phải có trình độ mà yêu nước đâu nha. Nha, không phải là các anh hoặc là các chị có trình độ mà lên đây yêu nước. Có người chửi được, có người muốn chửi cho tụi tôi chửi cũng không được, nghe chưa? Nhưng có người có kế nhào, rồi bên kia diễn đàn khác họ chửi. Anh em cờ đỏ mình ra cái gì? Mình ngồi ngầm thính à? Thì các người không chửi thì tôi chửi thế giùm cho các người. Đúng. Còn các người lên đây mà nói ừ, các người có các chị em chửi không xứng đáng, không xứng đáng. Không xứng đáng là quyền của các người, còn các tôi chửi được là quyền của các tôi. Mỗi người có ngon thì từ một diễn đàn ra mà chửi. Chửi cái lũ mà lũ chống cầm cực ngu á mới ngon. Đấy, đó là tôi nói chửi cái lũ chống cầm cực ngu á mới ngon. Chứ đừng có chửi với nhau anh em trong đất nước. Đó, đừng anh em trong đất nước. Còn ai có quyền yêu đất nước khác nhau, không đều giống nhau hết. Đừng có lên đây mà chửi với nhau, ở lôi ở nào VHK. VHK là con mẹ gì mà phải theo VHK. Thằng VHK là con mẹ gì, tôi lên đây là tôi chửi. Đúng rồi, VHK cái đứa cái chống đất nước. Còn VHK con mẹ gì tôi phải theo. Tôi lên đây đâu phải là kiếm tiền, nghe chưa? Bất cứ họ làm nghề gì, họ làm gì cũng cần biết. Miệng họ lên đây là họ chống lại những cái đứa ba que xuyên tạc. Tốt nhất tôi nói lần cuối cùng, sau này ai có chửi tôi chăng nữa tôi cũng thèm nó lại mà lần hôm nay tôi muốn làm anh bạn là lần này là tôi cuối cùng tôi không thể nào nói nữa. Tôi không có rành để đi để mà chống đối các em trong anh em trong đất nước này. Tôi chỉ có rành thời gian tôi lên tôi chửi những cái khốn nàng chống ba que sọ lá hoặc các đứa phá quậy trong đất nước này là tôi chửi thôi. Chứ còn đối với tôi là tôi không đấu tố về gì với ai hết. Mà nhưng tôi bất xúc quá là thôi, một lần này tôi mừng diễn đàn anh bằng là tôi lên nói vài ba câu. Nên chi anh em phải lên đây mà đưa ra mà chửi là lôi môi móc nhau. Tôi thấy nhìn dù là tôi mấy người nói khinh hả, tôi cũng khinh các người nữa. Nó cho biết tôi cần khinh các người á. Lên đây đấu tố nhất là những người đàn ông hoặc là gì đừng lên đây. Đó là tôi đừng có nói câu mà tôi khinh lại các người. Thời gian á, thời gian đó đi chửi bắt que đi, đi đấu lại những cái tôi đó chứ không phải là thời gian để lên đây mà đấu tố lẫn nhau. Đó em chỉ nói mấy phút sau dường người khác đi. Rồi rồi, ok, cảm ơn em. Anh sẽ mời Khoa Lê tiếp nhé. Rồi. Rồi, mời Phụng lên trước, Khoa Lê sau. Thế các bạn lên nói. Rồi, Phụng lên không? Khoa Lê bình tĩnh. Không phải là ở đây là hạ nhiệt. Diễn đàn làm gì phải hạ nhiệt Khoa Lê. Bình thường thôi, ở đây là cái gọi là nói lên cái quan điểm của từng người mà. Không phải nhiệt như là. Phụng lên không? Không cần hạ nhiệt, diễn đàn này đâu có nhiệt gì đâu. Cho nên em muốn lên là hạ nhiệt diễn đàn này thôi, em ở dưới thì ấy. Rồi, mời lên Nam. Thôi thôi, nói đến Phụng Nam rồi dừng lại luôn đi anh Bằng ơi. Nói chuyện với anh Phụng Nam thôi rồi dừng luôn, còn hiển lên cơm nữa. Phụng lên không có ở đây. Phụng lên không? Lên Nam thì không có camera. Diệu San không có camera. Xem ai mời nữa. Vinh Đỗ Trung Vũ Hàm Bi Lưu Ly không có. Rồi Khoa Lê, em không cần phải hạ nhiệt. Ở đây em lên hạ nhiệt không được. Diệu San đâu? Hiện nay tôi muốn mời Diệu San và Phụng lên. Rồi đưa Diệu San lên màn hình. Rồi sau nhé, Phụng lên nhé. Em ở đây rồi. Em chào em. Em chào tất cả các anh chị trên diễn đàn nhé. Cho em cũng nói ngắn gọn thôi. Em nói ngắn gọn thôi. Rồi. Ừ. Em thì mọi người cũng biết em rồi, thì em chỉ có ý kiến như này này. Cái thời gian gần đây và cái thời gian gần đây này, cái phong trào yêu nước và được lan tỏa trên cộng đồng mạng. Vì sao trước kia là em không quan tâm đến chính trị mà sau này em đúng rồi em... sau anh cảm thấy sau mùng 10 tháng 6 rồi cái phong trào ấy vâng. Nó lên thì tôi đã giải thích nhờ cho các cái bạn rồi. Nhờ cái không gian mạng này mà kết nối được rất là nhiều trong người trong tổ quốc mà yêu nước mà rất là nhiều người yêu nước, nhưng mà chỉ có một số người, ít số người thôi, như ở tỉnh Lào Cai của em thì chỉ có khoảng 1-2 người thôi mà cất lên tiếng nói, hoặc là các tỉnh khác cũng vậy. Thì cái người mà cất lên tiếng nói của mình để chống lại những cái luận điệu
xuyên tạc của bọn ba que mấy bọn phản động trong nước thì rất là hiếm hoi thôi. Và nhờ cái không gian mạng này mà kết nối được tất cả các anh chị em nên trong nước. Và như em cũng rất là có tình cảm với mọi người yêu nước, là có một cùng một chí hướng, đó là yêu quê hương đất nước, để cất ra tiếng nói mà rất là yêu thương nhau và quý nhau. Ăn cứ ăn đi, xong rồi đổi cái chỗ mà cái chuyện một mình đang ngồi đây rồi em cứ nói em. Nhưng nhẽ ra là chúng ta phải là tôn vinh nhau, phải trân trọng nhau và yêu thương nhau thì mới đúng, để càng ngày chúng ta càng đập tan các cái luận điệu mà đánh lùi kẻ thù về phía sau để mang lại cái bình yên cho đất nước. Nhưng mà đấy, thì qua cái câu chuyện thì em cũng không muốn xem vào chuyện mọi người thực tế là ở kể cả cuộc sống hàng ngày như thế nào, em không bao giờ muốn xem vào cái chuyện riêng tư của mọi người. Nhưng mà đây thì em chỉ muốn góp cái tiếng nói của em một chút thôi. Thì ở đây em nghĩ là do cái cách ứng xử, cách cư xử của mọi người thôi mà làm cho mọi việc nó rối ren lên, mà mọi người cần phải cất lên tiếng nói. Em nghĩ là ai yêu nước, cái mục đích của chúng ta lên đây là chống luận điệu xuyên tạc và chống cái bọn mà dân chủ quậy mà xin lỗi, cho anh nói Quan Lê, anh nói em nhé, em thì mới tham gia diễn đàn mạng này thôi, mình nói cái quan điểm của mình thôi, chứ em lên em để em kết nối mọi người thì em không thể kết nối được. Anh nói thẳng, cho nên Quan Lê đừng có một cái hy vọng như thế. Tức là em muốn là coi như một mình em có thể chống nội trọi cái bầu trời này, em lên em để kết nối. Chưa làm được đâu em ơi. Đối với mình, đối với cái mạng Facebook hiện nay, em chưa đủ sức để mà kết nối. Rồi, xin mời. Vâng, mỗi người chống ba que, mỗi người một trình độ khác nhau, nhưng mà cùng chung cái lòng yêu nước thì mỗi người chiến đấu cùng cái truyền thông này, nhưng mà trên mọi một mặt trận. Như chị Hà My có cách yêu nước và cách chống ba que của chị Hà My, anh Bằng có cách của anh Bằng, Trung Vũ có cách của Trung Vũ, rồi đúng tất rồi. Cả mọi người trên các diễn đàn đều có cách chống ba que, rồi là những cái bọn phản động ở trong nước riêng. Nên là mỗi người một mặt trận nhằm đẩy lùi được các cái luận điệu xuyên tạc và cho những cái thằng phản động trong nước là vào tù. Đấy, là mục đích của chúng ta là lên đây là như thế. Còn anh em nào mà không ưa nhau hoặc là có nỗi gì mà cảm thấy là không hài lòng thì em nghĩ là lên giải quyết cá nhân và đừng đưa nhau lên cái cộng đồng này, xong là băm bổ đâm chém nhau bằng những cái miệng lưỡi này là em thấy là em không có đồng tình như nào. Và em nói này, ai như có vấn đề gì mình có khả năng mình gọi Messenger cho nhau, đúng không? Đưa lên mạng này thì ai như thế nào ấy, không có một cái gì nó không hay lắm. Đúng rồi, ai như thế nào thì để tất cả mọi người phán xét, chứ không phải là em như là em yêu nước và mỗi mình em là nhất thì không thể nào là em nhất được. Mình tự nói cho mình thì mình không bao giờ là mình nhất được, đúng không? Mình như thế nào chỉ có mình như thế đấy thôi. Người ta có dìm mình xuống, mình cũng vẫn là mình. Và mình có tự tâng mình lên thì mình cũng hơn không hơn được. Mà hãy để mọi người người ta tự phán xét và người ta tự nhìn nhận. Chứ anh Lợi Minh anh chẳng cho em cái gì mà em chưa bao giờ em liên lạc với anh Lợi Minh, nhưng mà em nhìn anh ấy là một con người yêu nước và không vụ lợi nhé, thì em mới chỉ nói lên. Em nghĩ là mọi người cái chuyện này nó xảy ra cũng hay rồi. Cái thằng chó Hùng Phạm ơi, mày biến đi. Nhớ, tối nay mày thích lên, mày lên diễn đàn bàn xoan của chúng tao. Bây giờ mày vào đây làm cái gì? Cái mục đích chung của các anh chị em ở đây này, mà biết nhau ở trên diễn đàn, các cái diễn đàn ấy, thì hãy cùng chung tay nhau để đánh, để đập các cái luận điệu xuyên tạc của ba que. Và người ta cũng phải lẻ một mình là cái tính toàn kết. Chứ không thể nào mà như thế này được. Em thấy là làm ảnh hưởng đến tư tưởng của rất là nhiều người. Và cũng qua đây thì cũng đánh giá được là một số cái ứng xử của mọi người nó không đúng mực. Nói thật là như thế. Đấy, em chỉ có ý kiến thế thôi. Còn nhường diễn đàn cho các anh em nhé. Em xin chào mọi người. Rồi, anh rất cảm ơn em. Ở đây tất cả mọi người lên trên này chỉ nói quan điểm của mọi người thôi, đúng không? Chứ còn anh em mình đều có cùng chung một mục đích. Tức là lên đây chống luận điệu xuyên tạc của bọn ba que để mình bảo vệ cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đấy.
Cho nên các bạn đừng có nghĩ là bây giờ một số người ủng hộ anh Lợi Minh, một số người coi không ủng hộ anh Lợi Minh, thành cùng mình tạo ra một cái khoảng cách. Như thế đúng là rồi. Anh cũng không nhất trí lắm. Bây giờ đấy là quan điểm của từng người, còn chúng ta vẫn còn chung một mục đích nữa, đúng không? Vâng. Chống luận điệu xuyên tạc. Mình phải trân trọng những người mà có tiếng nói và yêu nước. Đúng. Phải trân trọng những cái người yêu nước mà rất là hiếm hoi, không đừng đẩy những cái người đấy vào tay kẻ thù, đừng đẩy họ vào phía bên kia. Người ta đang yêu nước với tấm lòng hừng hực, với một tấm lòng chân tình như thế mà vùi dập người ta. Em thực sự là em không đồng tình một tí nào. Rồi, anh cho em xuống. Rồi, anh rất cảm ơn em. Anh sẽ mời coi như là Phụng lên nhá. Rồi, xin chào em. Em xin lên đi. Rồi, tôi xuống. Rồi, Phụng lên nào. Anh nói em cái quan lê trước khi em lên ấy, thì cái quan điểm của em đã thấy cảm thấy không được rồi. Anh biết cái ý định của em rất tốt, nhưng em không thể làm được. Thấy chưa? Không thể làm được vậy, em kết nối mọi người, em sức em không thể làm được, mà sức của một nhóm. Bình tĩnh làm sao mời Phụng lên là không được nhỉ? Chờ tí nhá, Phụng lên chờ tí nhá, đang tìm cách mời. Xong Phụng lên này. Trung ơi. À Dương ơi. Vào đây mời Phụng lên này anh cái, làm sao mà nó không có cái... Đây mời Phụng lên này. Đấy. Toàn ghi bình luận. À, được. Ăn gạo rồi. Mạng hơi yếu các bạn ơi. Vì ngồi đây dùng... Đăng thêm Phụng lên đấy. Đang gọi anh Lợi Minh ơi. Đó, đang gọi anh Phụng Lên. Phụng Lên ơi. Hay gọi lại. À, để tắt. Cái gì? Đưa Phụng Lên đi. Rồi, mạng ra được đấy. Không thể đưa Phụng Lên máy ảnh. Ok lại đi Phụng Lên. Chào anh Ngọc Nguyễn. Anh Lê Nam hiện nay không có camera. Không có luôn. Phụng Lên làm sao không lên được nhỉ? Anh Lê Nam hiện nay không có camera. Cao Hoàng Lan, mình mời Cao Hoàng Lan. Đăng thêm Cao Hoàng Lan. Đấy, Phụng Lên không có camera. Anh Phụng Lên không có camera, anh Phụng Lên ơi. Anh thoát ra anh vô lại nên Phụng Lên. Cao Hoàng Lan. Đăng thêm. Đang gọi chị Cao Hoàng Lan á. Chắc gọi lại. Không được. Gọi lại nhá. Mạng yếu các bạn ơi. Mạng ở đây hơi yếu. Vì mình dùng 4G mà. Rồi đang thêm. Đăng thêm Cao Hoàng Lan. Mạng ở đây yếu, mà mạng các bạn mà yếu nữa là khó. Đúng rồi, đuổi tên Lợi Minh khỏi Việt Nam. Đuổi tận sang Mỹ rồi. Hiện nay không có một người Phượng Nguyễn ấy, nói là đuổi Phụng Lên ra khỏi Việt Nam. Lợi Minh. Đổi coi như Lợi Minh ra khỏi Việt Nam. Thì hiện nay Lợi Minh đang ở Mỹ. Có tháng 12 này thì là Mỹ lại đuổi Lợi Minh coi như về Việt Nam. Khổ quá, cứ đuổi đi đuổi lại, mệt. Không được rồi Cao Hoàng Lan. Không được rồi. Vâng, tôi ấy mời bạn khác. Mời Khoan lên nhá, 30 giây thôi. Nhưng mà anh nói em cái tư tưởng mà em bảo kết nối mọi người hơi khó. Rồi anh đang mời Khoan Lê. Mạng yếu, mạng ở đây yếu. Chào anh Hồ Chánh. Cái thằng Hùng Phạm mày lên đây làm gì? Lên đây này xong cái này.
Mạng đây yếu quá các bạn ơi. Thằng Hùng Phạm coi như là muốn lên đây để tao quảng sông à. Đây đang ngồi gần sông rồi. Cho mày xuống sông luôn, mày biết bơi không? Già thì không sao biết bơi. Không được. Mời Khải Định. Giờ các anh không ấy thì tạm ngưng đi lại. Thôi nếu mà yếu quá nửa tiếng nữa lại. Được rồi. Bây giờ xem anh Khải Định có được nhá. Nếu không thì là chúng tôi sẽ kết thúc live này để mà gọi là bồi dưỡng sức khỏe một tí, nửa tiếng sau hoặc 4-5 phút sau sẽ live lại. Thỉnh thoảng nó đầy ghi nhá. Tôi xin tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn một buổi trưa coi như là ngon miệng. Thì chúng tôi cũng phải nạp năng lượng một tí, thì cỡ khoảng nửa tiếng đến 4-5 phút thì chúng tôi sẽ live lại để đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của các bạn để là muốn lên cái trình bày cái quan điểm của mình. Vâng, thì là hôm nay đấy là cái quan điểm, một điểm tôi nói với tất cả các bạn, đấy là cái quan điểm của chúng tôi thôi. Đấy, chúng tôi ủng hộ thôi, chứ không phải là có như là nhiều khi anh Lân anh nói là chúng tôi có đề cao anh Lợi Binh. Không, anh Lợi Binh làm sao mà tôi đề cao được. Vâng, đấy quan điểm của chúng tôi. Vâng, hiện nay mạng 3G hơi yếu. Tôi xin chào tất cả các bạn nhé, Phụng lên nhá. Anh hẹn em, bây giờ anh không mời em lên được, thử mời một lần nữa nào. Phụng lên nào. Đấy, không thể được, Phụng lên ơi. Rồi đó, xin vâng, xin chào tất cả các bạn. Chờ vâng, mong các bạn gặp lại chúng tôi cỡ khoảng nửa tiếng nữa. Vâng, xin chào các bạn. Tôi kết thúc cái live này ở đây. Nửa tiếng hoặc cùng lắm là 4-5 phút nữa tôi sẽ gặp lại các bạn. Vâng, xin chào các bạn nhé.